là trong nghề thiết kế có phải là chỉ ngồi xử lý mấy hình ảnh, sắp xếp tổ chức các yếu tố cấu thành thì có nghĩa là thiết kế hay không? Thì tôi khẳng định em rằng không phải. Em thấy rằng là đây, nếu mà trong trình tự thiết kế công nghiệp thông thường thì ở đây chúng ta sẽ có 5 bước. Bước thứ nhất đó là bước khởi đầu. Bước thứ hai đó là bước phân tích. Bước thứ ba đó là bước đề xuất ý tưởng. Và bước thứ tư đó là xác định những phương án. Và thứ năm là cái bước đánh giá. Chúng ta xem xét sơ bộ một chút. Ở đây bước đầu tiên đó là cái bước khởi đầu. Khởi đầu thì các em làm gì? Ở trong bước khởi đầu này các em làm gì đấy? Một loạt những cái việc em phải làm. 2, 4, 6, 8 những nhiệm vụ mà một nhà thiết kế phải làm. Các em làm gì đây? Thứ nhất là các em phải tiếp cận cái thông tin. Và cụ thể là các em tiếp cận cái thông tin của khách hàng. Rồi cái gì? Em phải mô tả được cái sản phẩm. Mô tả sản phẩm ở đây không phải là cái việc em mô tả cái sản phẩm, mà là em mô tả cái sản phẩm đã có, mà em phải mô tả cái sản phẩm dự định sáng tạo. Nghe một cái chuyện đó là mô tả cái đã biết thì dễ, đúng không? Nhưng bây giờ phải mô tả cái mà mình chưa biết, cái mà mình sẽ dự định sáng tạo, thì ở đó là một việc không dễ các bạn. Không dễ thế nào, đúng không? Hoàn toàn không dễ thế nào cả. Các bạn sẽ thấy cái nhiệm vụ thứ hai của nhà thiết kế ở cái bước khởi đầu, ở cái bước tạm gọi là cái bước bắt đầu ấy, là chúng ta phải mô tả được sản phẩm. Mà sản phẩm này khách hàng muốn, tôi muốn là một cái bình nước. Anh thiết kế cho tôi một cái bình nước. Cái bình nước này là cái bình nước di động, dùng cá nhân, nhưng mà nó lại có thể uống được, đưa ra các sản phẩm, chứa được các sản phẩm mà vừa có thể nóng mà vừa có thể lạnh, cứ thế chẳng hạn, và đảm bảo nó phù hợp với mặt nhân chất học, và đảm bảo được vấn đề về an toàn cho người khai thác sử dụng, đảm bảo được vấn đề liên quan đến an toàn, về vấn đề liên quan đến từ mối quan hệ của sản phẩm với con người trong phương diện sức khỏe. Nó đảm bảo được cái việc là đảm bảo tính thời trang phù hợp với lứa tuổi nào đó và công nghệ sản xuất nào đó. Thế thì đấy là việc mô tả sản phẩm, nhưng sản phẩm này sẽ được sáng tạo, chứ không phải là mô tả cái đã biết. Đấy là một cái điểm rất đặc biệt là ở trong hoạt động thiết kế của chúng ta, là chúng ta phải hình dung ra theo cái yêu cầu của khách hàng mà ta sẽ phải mô tả cái sản phẩm phải đảm bảo những yếu tố nào. Ví dụ như là bây giờ các bạn có thể thấy rất là rõ, nhưng mà nếu mô tả sản phẩm ở đây, khách hàng không ai bảo là các bạn lại tạo ra cái mà đã có, mà tạo ra cái chưa có. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là các bạn phải nắm được thông tin của thị trường. Nắm được thông tin của thị trường có nghĩa là gì? Nắm được thông tin của cái chợ, thông tin về cái chợ bán sản phẩm đó. Ví dụ như là bây giờ tôi đề nghị anh thiết kế cho tôi cái bình nước. Vậy bây giờ bạn sẽ biết được rằng cái thị trường ở cái bình nước này, ở trên thị trường là bạn phải nắm được thông tin thị trường nó có bao nhiêu loại. Nếu để phân loại thông tin thị trường cái bình nước này thì các bạn biết rằng nó có vô số loại. Thế thì nhà thiết kế bắt buộc là phải nghiên cứu và phân loại, tự phân loại. Phân loại theo chất liệu, phân loại theo công nghệ, phân loại theo kiểu dáng kết cấu, phân loại theo giá cả, phân loại theo rất nhiều cái. Ví dụ là nhà. Rồi ta mới biết được rằng trên thị trường nó có cái loại bình nước nào, ưu điểm của từng cái loại bình nước đó, dạng sản phẩm bán chạy là sản phẩm nào, dạng sản phẩm bán không chạy là sản phẩm nào, dạng sản phẩm nào thì có phong cách thời trang, sản phẩm nào thì mang cái phong cách an toàn cho người tiêu dùng, sản phẩm nào thì hướng tới yếu tố về vấn đề công nghệ, sản phẩm nào thì hướng tới cái yếu tố liên quan đến cái thị hiếu của người tiêu dùng, vân vân và vân vân. Chúng ta phải làm việc nghiên cứu. Và như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái thị trường là như vậy. Thị trường là cái chợ, cái nơi để bán cái sản phẩm đó. Sản phẩm đó đang tồn tại ở trên thị trường như thế nào? Nhà thiết kế phải nghiên cứu. Sau đó thì các bạn mới là làm những bước như là liên quan đến các bạn nghiên cứu về cái hợp đồng thiết kế. Nhà thiết kế bắt buộc phải hiểu cái hợp đồng thiết kế, những điều khoản của hợp đồng thiết kế, để anh biết được rằng là cái này khách hàng yêu cầu A, B, C, D, E, F về vấn đề liên quan đến màu sắc, kết cấu, kiểu dáng, công nghệ, khai thác về mặt công năng, vân vân và vân vân, thì bạn mới là nhà thiết kế ra được. Thì tương tự các ngành của các bạn đều phải như vậy. Và như vậy cái nhiệm vụ thứ ba, thứ tư đó là bạn phải nghiên cứu cái hợp đồng thiết kế soạn thảo phải là các bạn. Và vấn đề thứ năm đó là kiểm tra các hợp đồng tài khoản thảo về các hợp đồng thiết kế và thảo luận với khách hàng về thiết kế. Nhà thiết kế lúc này phải đi thảo luận với khách hàng. Khách hàng muốn gì có nhiều cái chưa thể hiểu được bằng
các bạn đã biết là đều tồn tại ở thể khái niệm, cho nên có nhiều cái mà bạn chưa hiểu phải thảo luận trao đổi với khách hàng, thống nhất có khi phải 2-3 lần mới thống nhất ra được cái nội dung giữa khách hàng và nhà thiết kế. Sau đó thì bắt đầu các em mới tiếp tục làm gì? Các em về góc độ nhà trường, về công ty thì lúc đó người ta bắt đầu mới ký hợp đồng thiết kế, rồi lúc đó mới tổ chức xúc tiến nhân lực thiết kế, mới xem xét về mặt tiến độ và xem xét về mặt tiền bạc tài chính cho cái dự án thiết kế đó như thế nào. Nhiệm vụ thứ 7 đó là xây dựng cái đề cương dự án thiết kế. Lúc đó các bạn phải hay là cái người xây dựng ra một cái kế hoạch thiết kế cho cái triển khai dự án thiết kế như thế nào. Rồi sau đó là đến cái vấn đề đó là các bạn phải đưa ra những cái đề kêu ra những cái có thể trông đợi trong cái dự án đó về vấn đề thiết kế là cái gì. Như vậy chỉ gì dừng lại cái bước thứ nhất thôi, các bạn đã thấy rằng là nó quá nhiều việc nhà thiết kế phải làm, đúng không ạ? Sang bước thứ hai đó là cái bước về phân tích. Đúng rồi, phân tích cái gì? Phân tích rất nhiều vấn đề. Phân tích về thị trường, phân tích về tình hình biểu đồ thị trường, phân tích về đối thủ cạnh tranh, phân tích về xu hướng xã hội công nghệ, tiêu chuẩn về thiết kế, người tiêu dùng, phân khúc thị trường, sản xuất lịch trình và giá cả, phân tích nhân tố điểm bán và thu hút, phân tích định vị chiến lược của tương lai. Cái phần này thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong môn quản lý dự án thiết kế. Sang cái bước thứ ba đó là cái bước về ý tưởng. Thì lúc này các bạn thấy nhà thiết kế lúc này mới thực sự là tham gia vào đây nhiều hơn ở cái góc độ liên quan đến bút, đến máy, đến công cụ phương tiện thiết kế. À, ví dụ như là gì? Đó là các bạn phải phát thảo ý tưởng, các bạn phải dàn trang ở dạng 2D, rồi các bạn dựng hình ở 2D, sau đó là các bạn phải xử lý bề mặt 3D, rồi sau đó các bạn phải đưa ra cái diện mạo, cái mẫu sản phẩm, ví dụ vậy. Ở bước thứ năm, thứ tư đó là lúc này các bạn làm gì? Lúc này các bạn phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là bạn phải sàng lọc thiết kế, có nghĩa là bạn phải lựa chọn thiết kế xem cái nào ưu việt, cái nào ưu việt. Rồi sau đó các bạn làm gì? Các bạn phải làm việc phối hợp với các bộ phận khác liên quan đến cái lĩnh vực của thiết kế công nghiệp, bởi vì thiết kế về mặt mỹ thuật sẽ khác. Ở đây nội thất các bạn chú ý trong một điểm, thời trang các bạn chú ý trong một điểm, bên đồ họa các bạn chú ý trong một điểm, và bên truyền thông các bạn cũng phải chú ý trong một điểm. Tất cả những gì của chúng ta đều liên quan đến công nghệ. Bởi vì các em thiết kế ra mà nhìn thỏa mãn về thị giác, nhưng công nghệ không cho phép thì cũng sẽ không thực hiện được. Cho nên là các bạn thấy rằng giữa cái từ thiết kế của nhà thiết kế về góc độ mỹ thuật cho đến cái người thiết kế về mặt công nghệ nó rất đơn giản. Nếu như các bạn truyền thông chẳng hạn, mà thiết kế ra một cái sản phẩm mà nó không chạy nổi trên nền công nghệ cho phép thì cũng chẳng giá trị. Người thiết kế thời trang mà thiết kế ra mà đòi hỏi quá phức tạp, rắc rối mà không có thể phân đoạn ra vấn đề trong quy trình sản xuất, không giải quyết được gì hết. Nhà thiết kế đồ họa mà thiết kế mà để rồi không có công nghệ nào có thể bế được, không có công nghệ nào có thể xử lý để in được thì cũng chẳng giải quyết được gì. Và tương tự trong nội thất cũng thế. Cho nên là chúng ta chỉ là cái người về thiết kế, là thiết kế về mỹ thuật, nhưng sẽ có còn bộ phận khác liên quan đến chúng ta, đó là thiết kế về công nghệ. Rồi chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải xem xét về cái mô hình và chuyên nghiệp. Chúng ta phải xem xét về các cái phương án màu sắc CMF. Bởi vì tất cả các nghề chúng ta đều liên quan đến cái này. Rồi chúng ta phải xem xét đến điều chỉnh, có phải bước điều chỉnh cuối cùng. Sau đó chúng ta thiết kế hình ảnh của sản phẩm. Rồi sau đó thì chúng ta xem xét về cái vấn đề về CMF trong cái dụng cụ mẫu thử, có nghĩa là cái vấn đề liên quan đến màu sắc. Thì các bạn có thể thấy ở cái bước thứ tư là như vậy, và bước thứ năm các bạn sẽ thấy như vậy. Thì các bạn sẽ thấy sơ bộ để cho các bạn sẽ có thể thấy được rằng đấy chỉ là 8 nhiệm vụ, nhưng khi đi vào cụ thể của từng cái nhiệm vụ đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều vấn đề để các bạn phải làm. Các bạn sẽ thấy này, ví dụ như ở cái bước đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề đó là thiết kế phát thảo ý tưởng nhận, các bạn sẽ thấy nó bao gồm có các công đoạn mà nhà thiết kế phải làm. Đó là chúng ta phải tập kỹ não và chúng ta phải xem xét cái vị trí thiết kế của chúng ta. Chúng ta làm gì? Chúng ta phải thăm dò cái quá trình và chúng ta sàng lọc cái thiết kế. Rồi chúng ta phải làm gì? Chúng ta xác định 3-4 hướng thiết kế. Nhưng mà với cái tư duy một chiều các em hiện nay đang mắc lỗi trong tư duy thì liệu các em có thể đưa ra được 3-4 phương án thiết kế không? Điều đó là khó. Bởi vì các em hoàn toàn trong lớp chúng ta qua cái việc khảo sát và đánh giá thì gần như các em đều tư duy một chiều. Bởi vì cái khả năng tư duy một chiều của các em không thể đưa ra được cái phương án thiết kế. Bởi vì muốn đưa ra được cái phương án thiết kế là cái nhà thiết kế phải có năng lực tư duy đa chiều.
khi anh có tư duy đa chiều thì anh mới đưa ra được các hướng thiết kế. Còn nếu anh chỉ có tư duy một chiều thì anh chỉ đưa ra được một cái hướng thiết kế. Cho nên em có thể thấy được rằng là với nhà thiết kế đòi hỏi trong vấn đề tư duy, tại sao tôi lại nói rằng em phải điều chỉnh lại cái vấn đề trong các tư duy, là phải loại bỏ cái năng lực, rồi phải loại bỏ cái hiện tượng đó là tư duy một chiều, mà nhà thiết kế phải chuyển sang có kỹ năng tư duy đa chiều. Tư duy đa chiều. Vậy tư duy đa chiều là gì? Tư duy đa chiều là nhìn hiện tượng trong nhiều hướng và có rất nhiều các kỹ năng để chúng ta hướng tới tư duy đa chiều. Tôi nói đơn giản, các bạn có thể thấy được rằng khi ta đặt ra một cái vấn đề, ví dụ như là chúng ta thường có một cái tư duy, đó là tư duy cái bàn, cái ghế để ngồi. Vậy nếu bây giờ bạn đưa ra cái ghế đơn thuần chỉ là cái ghế để ngồi thì chắc chắn được rằng bạn chỉ nhìn được một chiều. Và nếu đòi hỏi các bạn phải tạo ra một cái ghế có những công năng khác, quả thực rất khó các bạn. Vậy bây giờ nếu mà tôi đặt ngược cái vấn đề này, cái ghế, tôi muốn cái ghế không chỉ là cái ghế để ngồi, vậy thì tôi sẽ tìm ra cái ghế để có thể gia cố về mặt công năng. Vấn đề tiếp theo là cái ghế bây giờ về mặt cấu trúc của nó là bao giờ cũng phải có phần chân, phần mặt và phần dựa. Có những loại ghế thì không có phần dựa và chỉ có phần chân và phần mặt. Vậy bây giờ tôi có thể tạo ra cái ghế không có chân không? Tôi có thể tạo ra cái ghế không có dựa không? Tôi có thể tạo ra cái ghế không có mặt không? Tôi có thể tạo ra cái ghế mà cả chân, cả mặt và cả dựa nó kết cấu thành một không? Như vậy chẳng hạn. Thế thì đấy là cái cách tư duy đa chiều mới tạo ra được cái hướng thiết kế. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy chỉ là một cái nhiệm vụ thôi, đó là cái việc phát thảo ý tưởng thôi, thì các bạn đã thấy rằng người ta đã phải có rất nhiều các cái nội dung bắt buộc chúng ta phải làm. Các bạn sẽ thấy rằng là ở cái việc layout dàn trang 2D, bạn thấy rằng là lúc này chúng ta phải xem các cái tỷ lệ của cái mẫu với lại 3 đến 5 cái thực tế. Có nghĩa là chúng ta thiết kế ra cái mẫu đó rồi, nhưng chúng ta còn phải so sánh nó với lại những cái mẫu đang tồn tại trong thị trường để kiểm định xem cái mà ta có ưu việt là cái gì, ta vượt qua được những cái đã tồn tại là cái gì, để mà các bạn sẽ phải điều chỉnh trong cái việc thiết kế. Hay là các bạn trên cơ sở của cái link phụ kiện thì chúng ta thiết kế một cái dạng mới, tức là trên cơ sở mà bởi vì nhiều sản phẩm nó sẽ có những cái yếu tố là cấu thành của link phụ kiện. Nếu là máy móc thiết bị, nếu thời trang thì vấn đề của các em sẽ có những cái phụ kiện, thì ta lại bắt đầu xuất phát điểm lại từ cái phụ kiện đã có để ta khởi điểm cho việc thiết kế tạo ra một cái mới. Như vậy là thế thì đấy cũng là cái tư duy để mà chúng ta phát triển. Hay là chúng ta phải khám phá các chi tiết thiết kế không đồng nhất. Thế thì các bạn có thể thấy được rằng là ở những cái chi tiết thiết kế, ví dụ như là ở trong đồ họa, ví dụ như trong truyền thông, ví dụ như là trong nội thất, hay ví dụ như trong thời trang, chắc chắn là cái link phụ kiện hoặc tất cả những cái chi tiết mà chúng ta sử dụng đó, nó sẽ có tính không đồng bộ. Vậy thì các bạn sẽ phải xử lý cái yếu tố không đồng bộ đó, đặt cho nó trong cái mối quan hệ thế nào. Nếu mà hai cái phụ kiện của một lĩnh vực nào đó bạn sử dụng, nó có thể không đồng nhất với nhau. Thế thì nó không đồng nhất có nghĩa là nó không, nếu nhìn ở góc độ thiết kế và lý thiết kế và nhìn góc độ nguyên lý thị giác, là nó không có cái sự liên kết với nhau, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chính lúc này cái vai trò của nhà thiết kế mới thể hiện, đó là bạn phải xử lý để có cái gì đó để nó liên kết được với nhau. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Các bạn xử lý bằng các đường line, các bạn xử lý bằng cái việc đặt nó trong một khuôn hình, các bạn xử lý nó bằng cách đó là tạo ra những cái yếu tố tín hiệu thị giác để mà nó có tính liên kết được với nhau. Điều này chắc chắn là các bạn đã học ở các môn khác, thầy cô khác đã dạy rồi, đúng không ạ? Hai hình đứng liền nhau nhưng mà nó lại một cái hình mà đứng ở cái phương diện đó là về màu sắc, nó là màu đỏ, một cái hình và cái màu của nó là màu nâu. Bây giờ các bạn làm thế nào để xử lý liên kết được hai cái hình này với nhau? Có nghĩa là các bạn đã phải sử dụng cái yếu tố của các tín hiệu thị giác khác, đúng không, để tạo ra cái chất liên kết của hai cái màu đó lại, đúng không ạ? Bạn thấy nào các bạn? Như vậy các bạn sẽ thấy để nó có cái bước chuyển, đúng không ạ? Về mặt nguyên lý thị giác thì nếu một màu nóng, một màu lạnh mà nó tách rời nhau, nó không liên kết gì với nhau, đương nhiên là các bạn sẽ thấy được rằng khi bạn nhìn thì bạn sẽ nhìn vào cái gì trước. Thế thì ở đây tôi muốn lý giải điều đó để các bạn sẽ thấy đây chỉ là một cách để nhìn cho các bạn nhìn thấy là
tương lai các bạn sẽ phải làm việc như thế nào và tại sao mà tôi yêu cầu các bạn là phải nghiên cứu như thế là vì vậy. Hay ví dụ như các bạn thấy ở cái phần đó là dự hình 2D, các bạn thấy được rằng người ta phải làm hàng loạt các việc như thế. Rồi các bạn có thể thấy được rằng ở trong cái phần mà mô tả sản phẩm thì ở cái mô hình 3D các bạn có thể thấy được rằng là hàng loạt cái việc bắt buộc chúng ta phải làm. Rồi hay các bạn có thể thấy được rằng là cái mô hình sản phẩm mẫu bạn phải đưa ra. Rồi các bạn thấy hàng loạt cái việc liên quan đến cái vấn đề về thiết kế tinh lọc, có nghĩa là lúc đó các bạn sẽ phải chọn ra được những cái sản phẩm thiết kế có ý nghĩa, là hàng loạt các việc các bạn phải làm ở phía dưới. Rồi cái việc mà các bạn phải đưa ra các cái file điện tử hay là hợp tác với thiết kế công nghiệp thì các bạn rất hay thấy rằng là liên quan đến hàng loạt các việc mà ở dưới này các bạn phải phối hợp như vậy. Rồi cái việc mà các bạn sẽ có thể thấy hàng loạt tất cả những cái mà hàng công việc tương ứng với từng cái nhiệm vụ thì tương ứng với hàng loạt các công việc các bạn phải làm. Và các bạn sẽ có thể thấy được rằng ở đây để cho ra được một cái sản phẩm như thế thì các bạn sẽ thấy được rằng quá trình làm việc của nhà thiết kế, các bạn sẽ thấy mình đứng ở đâu và mình phải làm gì. Các bạn đều thấy rằng đều phải qua một cái đoạn, đó là cái công đoạn, đó là chúng ta phải làm gì? Nghiên cứu. Và như vậy các bạn hãy nhìn vào đây để các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thấy là cái quá trình thiết kế với những công việc mà các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn sẽ có thể thấy được rằng trong tương lai các bạn phải làm. Ví dụ như là quá trình thiết kế ở đây là nó sẽ có bước thứ nhất là tìm hiểu thông tin khách hàng, nếu các bạn là khách hàng nhé, không phải là khách hàng. Cái thứ hai là điều tra thị trường, thứ ba là thiết kế khái niệm, thứ tư là quyết định phương án, thứ năm là thiết kế kết cấu và phương án cuối cùng, và thứ năm đó là theo dõi và phục vụ. Thì các bạn sẽ thấy được rằng ở cái bước đầu tiên là tìm hiểu thông tin khách hàng là các bạn làm gì, là bạn sẽ thấy làm rất là nhiều việc, là các bạn sẽ nghiên cứu về mục tiêu khách hàng muốn gì, họ hướng tới những giá trị gì và cái hoàn cảnh của thị trường nó đang tồn tại ra sao, các bạn sẽ thấy. Rồi trong cái điều tra thị trường